Xin chào tất cả các bạn, mình là Huyền Đào. Hiện nay mình đang là giảng viên dạy làm bánh rau câu tại Hà Nội. Tính đến nay mình đã có trên 3 năm đứng lớp và làm nghề. Trong suốt 3 năm đó, mình đã mở trên 100 lớp học và trực tiếp giảng dạy cho trên 400 bạn học viên trong và ngoài nước. Đồng thời mình cũng trực tiếp sản xuất ra trên 1.000 sản phẩm bánh rau câu nghệ thuật. Và trong trên 1.000 sản phẩm bánh rau câu nghệ thuật đó, thì có đến 90% khách hàng đều quay trở lại với mình, mua bánh nhiều lần sau đó và giới thiệu cho gia đình cũng như bạn bè. Điều này khiến cho mình có một chút quá tải trong quá trình làm việc, bởi vì mình nhận ra rằng nếu như chỉ một mình vừa đứng lớp để giảng dạy và vừa sản xuất bánh thì rất khó để lan tỏa cái giá trị này ra tới cộng đồng. Chính vì vậy, mình xây dựng nên video này để cùng các bạn làm nên những chiếc bánh ngon, lành và sạch. Có thể nói, khóa học online này chính là kết tinh của kinh nghiệm, tâm huyết cũng như kiến thức trong suốt 3 năm qua của mình. Bởi vì mình không chỉ hướng dẫn các bạn một loại bánh mà chúng ta sẽ cùng nhau làm 7 loại bánh rau câu đang thịnh hành nhất trên thị trường hiện nay. Đối với những bạn chưa biết gì về loại bánh rau câu, có thể nói khóa học của mình sẽ mở ra cho các bạn một cánh cửa lớn đầy hấp dẫn và thú vị. Còn đối với những bạn đã có một chút kiến thức về bánh rau câu rồi, thì khóa học của mình sẽ giúp các bạn nâng cao hơn kiến thức của mình, cũng như nó sẽ giống như một cuốn cẩm nang mở mang cho các bạn nhiều hơn nữa về thế giới bánh rau câu. Đối với những bạn mà thật sự nghiêm túc và muốn xây dựng một sự nghiệp thật sự với loại bánh rau câu này, thì khóa học của mình nó chính là một chiếc chìa khóa không thể thiếu trong suốt quá trình các bạn thực hiện đam mê của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu khóa học nhé.